Ok, xin chào tất cả các bạn, thì chào mừng các bạn đến với kênh của Võ Channel ha. Thì đây là khóa học 28 ngày tán đổi guitar hoàn toàn miễn phí. Chính vì vậy các bạn đừng quên là ủng hộ kênh của Võ để mình có thêm nhiều động lực để sản xuất ra nhiều video hơn để hướng dẫn cho các bạn ha. Rồi, let's go. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vào cách đặt tay trái ha. Thì ở đây anh sẽ hướng dẫn cho các bạn chủ yếu là ba ngón này. Ok, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út. Các bạn có thể xài thêm ngón út cũng được, nhưng mà hiện tại là anh muốn cho các bạn tiếp xúc với những cái dễ trước ha, để các bạn có kiểu có nhiều năng lượng để tập hơn á ha, chứ đừng có ép mình quá, mình ép mình quá là mình khó học lắm. Được chưa? Rồi đầu tiên á, ngón trỏ thì các bạn sẽ tập những nốt ở ngăn số 1. Rồi, ngón giữa thì mình sẽ tập tiếp những nốt ở ngăn số 2. Và tương tự, ngón áp út là mình sẽ tập tiếp những nốt ở ngăn số 3. Và cuối cùng là ngón út thì mình sẽ tập ở ngăn thứ 4 ha. Nhưng mà bài học hôm nay anh chỉ hướng dẫn là mình tập 3 ngăn này thôi. Ok, còn ngón thứ 4 là ngón út thì các bạn có thể xài tùy các bạn. Nhưng ở đây là anh sẽ không hướng dẫn thôi, tại vì cách nó cũng tương tự thôi. Nhưng mà ở đây các bạn mới, các bạn nên tập dễ một tí xíu để có nhiều năng lượng, có nhiều cái động lực để học tiếp hơn. Ok, quan trọng là các bạn cần phải duy trì hàng ngày đều đặn, trả bài đều đặn, chứ không phải là các bạn học xong bỏ dở, học bỏ dở là khó lắm. Ok chưa? Rồi, đó là bên tay trái ha. Rồi bên tay phải thì như thế nào? Ngón cái á, thì các bạn sẽ đặt ở 3 dây bass ha. Dây 6, dây 5, dây 4 sẽ là 3 dây bass. Ok, 3 dây bass ha, 3 dây bass móc xuống. Ok, rồi ngón trỏ thì các bạn sẽ móc ở dây 3, ngón giữa thì các bạn sẽ móc ở dây 2, và con ép út các bạn móc vào dây 1. Các bạn móc lên ha, móc lên, móc lên. Rồi các bạn tập lại ha, tập tay phải nè. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thứ tự các dây là mình sẽ đếm ngược từ dưới lên ha. Sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chính vì thế anh đang đánh xuống thì anh sẽ đếm là 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok chưa? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ha. 6, 5, 4 thì các bạn sẽ đánh ngón cái. Ok, 3 là các bạn sẽ đánh ngón trỏ. Ok, 2 là các bạn sẽ đánh ngón giữa. Rồi cuối cùng là 1 thì các bạn sẽ đánh ngón áp út. Các bạn sẽ tập quen tay phải trước không? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Các bạn cứ vừa đánh vừa đọc theo dễ dễ dễ, ok chưa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Được chưa? Rồi cách luyện đầu tiên á, thì các bạn đặt ngón trỏ dễ 6 hơn. Đây. Rồi, cái cách đặt á, là các bạn đặt vuông góc lên, vuông góc lên ha, vuông góc để cho nó không chạm giữa hai dây là thứ nhất. Và thứ hai là các bạn phải đặt sát cái thanh này, các bạn thấy không, mỗi ô nó sẽ có một cái thanh màu trắng, thanh trắng thấy không, thì các bạn nên đặt sát cái thanh để cho kêu cái tiếng nó kêu rõ hơn, nó không bị rè hơn. Đặt thử ở đây nè, nó rất là rè. Ok, các bạn đặt thứ nhất là vuông góc, và thứ hai là các bạn phải đặt sát cái thanh màu trắng. Ok, mỗi ô nó sẽ có một cái thanh, được chưa ha. Rồi các bạn luyện như này ha. Rồi các bạn nhích xuống như 5. Rồi bạn nhích xuống như 4. Rồi nhích xuống như 3. Nhích xuống như 3 thì mình phải móc con trỏ nha, không được móc con cái. Ok, tại vì mình quy định là 6, 5, 4 là mình xài dưới bass, còn 3, 2, 1 là mình sẽ xài ba ngón này. Mình phải đúng, ok chưa? 3. Rồi nhích xuống dây 2. Dây 2 là mình phải móc con giữa. Và 1, móc con ép út. Ok chưa? Rồi tương tự qua ngăn này cũng vậy ha. Ngăn này, ngăn thứ hai là mình sẽ xài ngón giữa, ngăn 1 là mình sẽ xài ngón trỏ, ok. Ngăn thứ hai là mình sẽ xài ngón giữa ha. Đây. Được chưa? Rồi các bạn đặt lên. Rồi xuống tiếp. Rồi tiếp. Rồi tiếp. Rồi xuống đây là tay phải mình phải móc ngón trỏ nha. Rồi tiếp. Rồi ngón móc ngón giữa nha, rồi cuối cùng là ép út. Ok, đặt thì nhớ vuông góc lên và sát vô cái thanh màu trắng ha. Để cho hai dây nó không chạm vào nhau, để khi mà mình đặt á, một ngón nó chỉ chạm vô một dây thôi, chứ nó không được một ngón mà nó chạm vô cái dây thứ hai là không được, nó sẽ bị tạch liền. Ok chưa? Rồi tiếp theo là ngón ép út, tương tự như vậy. Rồi 5. Rồi 4. Rồi 3 là mình sẽ móc ngón trỏ. Rồi 2 là mình sẽ móc ngón giữa. Và 1 là mình sẽ móc ngón ép út. Ok chưa? Rồi, bài tập đầu tiên của bạn, các bạn luyện như thế này ha. Tiếp. Rồi tiếp.
Ok, tương tự nếu mà các bạn xài thêm ngón út nữa thì các bạn như vậy. Vậy thôi, ok vô. Rồi lại nè. Rồi tiếp. Rồi tiếp. Vậy là mình xong cách luyện số 1 ha. Rồi cách luyện số 2 sẽ như sau. Bây giờ các bạn sẽ luyện sang ngang. Ok, các bạn luyện này. Các bạn đặt ngón giấy 6 trước, ngang 1. Rồi tiếp theo là các bạn đi ngang qua là ngón giữa. Ha. Rồi tiếp theo đi ngang qua nữa là ngón áp út. Ok chưa? Rồi tiếp theo các bạn xuống dây 5, tương tự như vậy. Rồi ngón giữa. Các bạn nhớ nha, đặt vuông góc và đặt sát cái thanh nha. Rồi tiếp theo qua ngón áp út. Ok. Rồi tiếp theo. Ha. Rồi tiếp. Ok. Rồi tiếp theo xuống dây 3 thì các bạn phải móc bên tay phải là móc ngón trỏ. Được chưa? Rồi tiếp theo xuống dây 2 thì các bạn phải móc ngón giữa. Được chưa? À, đặt vuông góc lên, cong lên ha. Rồi tiếp theo xuống dây 1 mình sẽ xài ngón áp út. Được chưa? Ok. Rồi bài luyện số 2 nó sẽ như thế này. Rồi, sau khi các bạn đi xuôi rồi thì các bạn đi ngược lại ha, đi ngược lại như vậy. Ok, trên này các bạn cũng đi vậy. Rồi lên lại. Tiếp. 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 Ok chưa? Rồi cái quan trọng nhất á là các bạn cần phải nhớ là ngón này phải đặt ở ngang 1. Ngón này phải đặt ngang 2 và tương tự ngón này phải đặt ngang 3. Ok giờ không được sai. Đó là thứ nhất. Thứ hai là bên tay phải sao ngón cái các bạn phải luyện bay ở trên. Rồi, trỏ thì mình chỉ xài dây 3 thôi. Giữa thì xài dây 2. Áp út là xài dây 1. Ok chưa? Nếu mà các bạn kiểu như thấy nó hơi khó thì các bạn tập chậm lại. Các bạn tập từng cái như vậy cho nó dễ. Ha. Cái quan trọng nhất là cần đúng những cái cách đặt này nè, chứ không phải các bạn cứ lo luyện ào trả bài xong là xong luôn nha. Ha. Cái quan trọng nhất là bạn phải đặt đúng cái thì bay dây trên. Ok, trỏ dây 3, giữa dây 2 và áp út dây 1 phải đúng. Tương tự như vậy, đặt bên này cũng vậy, này ngăn này, này ngăn này, này ngăn này. Ok, nếu có út nữa thì này phải ngăn này. Ok. Rồi, phần tiếp theo thì anh sẽ hướng dẫn cho các bạn 6 dây này tên là gì. Ok chưa? 6 dây thì mỗi dây là một nốt. Và bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn 6 dây này tên là gì và ký hiệu của các nốt trong guitar là như thế nào, chứ không phải đồ là chữ D nha, không phải. Ok chưa? Rồi các bạn lấy giấy vở ra ghi lại thôi, anh sẽ show lên màn hình luôn các bạn khỏi lo. Được chưa? Rồi dây 6 là dây mì. Ok chưa? Rồi dây 5 là dây la. Ok, ghi lại nè. Rồi dây 4 là dây rê. Dây 3 là dây son. Dây 2 là dây si. Và dây 1 là dây mi. Ok, các bạn cần thuộc ha. Rồi, ký hiệu của mi á là chữ E, dây 6. Ký hiệu của la là chữ A, là dây 5. Ký hiệu của re là D, là dây 4. Ký hiệu của son là G, là dây 3. Ký hiệu của si là B, là dây 2. Và ký hiệu của mi cũng là E, là dây 1. Rồi, bây giờ anh nhắc lại toàn bộ ký hiệu của các nốt ha. Tiếng là đồ, ký hiệu sẽ là C. Thứ hai là Re thì ký hiệu sẽ là D. Thứ ba là E, ký hiệu sẽ là Mi. Thứ tư là Fa, ký hiệu sẽ là F. Thứ năm là Son, ký hiệu sẽ là G. Thứ sáu là La thì ký hiệu sẽ là A. Rồi thứ bảy là Si, ký hiệu sẽ là B. Các bạn nhớ ghi chép lại đầy đủ từng bài ha. Rồi, ok, thì buổi học tiếp theo anh sẽ hướng dẫn cho các bạn điệu đầu tiên, đó là điệu Van. Và mình sẽ bắt đầu vào bài hát đầu tiên luôn, đó là bài Nhỏ ơi. Các bạn có tin không, buổi thứ hai là các bạn đã bắt đầu thực hành bài hát rồi. Ok, ở đây là anh sẽ hướng dẫn chủ yếu là lộ trình ít lý thuyết nhất ha. Nên nếu mà đến với khóa học này, các bạn nào mà học để thi nhạc viện hay đó thì anh nghĩ là nó không phù hợp. Ở đây là anh chỉ dạy cho tất cả các bạn có thể đệm hát được những bài hát mình thích thông qua những cái mẹo, những cái tip mà anh rút ra sau một cái thời gian mà anh chơi, để hướng dẫn các bạn thôi.
Ok chưa? Thì buổi học tiếp theo á, anh sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh điệu van và mình sẽ áp dụng một bài nhỏ thôi luôn. Rồi, vậy bài tập hôm nay của các bạn sẽ là gì? Các bạn quay lại cái phần luyện ngón. Ok, thì anh sẽ chọn cái phần luyện ngón thứ hai, tức là như vậy. Ok, các bạn quay lại video giúp anh quay cái phần luyện ngón này 5 lần. Rồi, một lần thì nó sẽ như thế này hơn. Ok, các bạn chỉ cần đánh xuôi thôi, anh không cần các bạn đánh ngược. Thì các bạn quay lại video giúp anh 5 lần và sau đó trả bài lên nhóm. Nhóm sẽ có tên là 28 ngày tán đổ guitar, thì link nhóm anh sẽ để dưới mô tả ha. Nhóm này ở trên Facebook và là nhóm mở hoàn toàn. Rồi, anh khuyến khích như thế này nè, sau khi các bạn xem video này thì cứ 2 ngày sau là các bạn sẽ trả bài giúp anh ha. Ví dụ hôm nay là các bạn ngày xem là ví dụ ngày 5 đi, thì ngày 7 các bạn phải quay video lại trả bài giúp anh. Tại vì nếu để lâu quá, thứ nhất là các bạn không có tuân thủ lộ trình, thứ hai là các bạn bỏ các bạn sẽ quên, rất là nhiều lý do. Ok, nên anh khuyến khích là các bạn có thời gian thì các bạn cứ tập luôn. Thì cứ sau 2 ngày các bạn quay video lại và trả bài cho anh ha. Thì các bạn cứ tham gia nhóm dưới link mô tả. Và sau đó các bạn cứ lên nhóm thì anh sẽ có clip là hướng dẫn up bài lên trả như thế nào. Rồi sau đó là anh sẽ hỗ trợ sửa bài cho các bạn. Rồi, ok. Và nếu các bạn yêu mến và ủng hộ Võ thì đừng quên hãy subscribe với Võ. Rồi, xin chào tất cả các bạn.